tới nhà đi, đem theo chị. Đem theo chi cho bận tay bận chân vậy? Ừ vậy đó. Cuộc đời mình đi không muốn, cũng muốn đi xách đồ không mà. Khỏi đi. Mày có đi không? Đi mẹ không? Đi, mẹ nắm tay. Nắm tay mẹ thật chặt, giữ tay mẹ thật lâu. Hứa với mẹ một câu sẽ đi chọn tới cuối. Trời ơi, Ngọc, giờ còn lấy siêu xe đi nữa. Đó đó, chỉ một trong hai. Không được cầm hai cái. Bỏ xuống, bỏ cái kia xuống. Trời ơi, con nói kìa con nói. Trời ơi, bên này dữ chưa? À, trời ơi. Rồi sao? Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Giờ cà lết đi xì cà que rồi nè. Đúng luôn á. Trời ơi, dữ ta. Vượt chướng ngại vật dữ. Trời ơi, trời ơi. Còn ráng lụm cái đó nữa. Đây mày lấy chưa? Đây nè. Vậy sao mà lái xe mà tao nói thiệt vậy ưng vậy. Rồi thấy chưa đó, cuộc đời nó ưng vậy đó, bình yên không muốn đó. Wow, coi chừng nó lủi, hồi lủi xuống sông luôn á nha. Trời ơi, dữ chưa, hồi nay quá rồi. Nay là cái màn này màn mới nè, cô chú thấy không, mẹ không bắt mà cũng tự. Rồi bây giờ là về chuyện tình chay và ốc sên. Con là con ốc sên đó cô chú. Thì một ngày nọ chay dẫn ốc sên đi dạo, mà sao mà con ốc sên này nó nhớt quá nên ăn rồi cứ trượt nó hoài hả. Coi kìa, coi bả diễn xiết kìa. Đó bây giờ là chay bỏ ốc sên lên tới đó nữa. Tôi chưa kịp đưa tới câu chuyện là ốc sên cứ trượt miết luôn. Rồi đừng nói bỏ xe nha. Đừng nói bỏ xe nha. Dẫn xe đi bộ. Giờ đi gửi xe phải không? 5.000 chiếc. Mày nói sẵn luôn. 5.000 chiếc đi. Đề máy. Rồi đi. Đó, thấy không? Rảnh không? Không rảnh không phải chay mà. Nếu mà con muốn vậy á, con đẩy đằng sau đít nè. Con đứng đây nè. Đây là mẹ chỉ cho, mẹ đi chỉ cho cái cách này dễ dàng hơn. Đây, đẩy chiếc xe đi. Rồi, đẩy đi. Đẩy. Thấy chưa? Giỏi quá. Đúng rồi, vậy từ từ thôi. Rảnh mà, cuộc đời đâu có chuyện gì làm. Một tay xách ốc sên còn một tay đẩy xe. Đi dắt đi gửi thôi chứ đâu có gì. 5.000 chiếc, ốc sên thì 3.000 ký. Rồi, khi mà đẩy xe mệt quá thì mình phải ngồi lên mình chạy. Ồ. Oh. Nhưng mà tay mình vẫn còn ôm ốc sên. Dù có như thế nào thì không có thể bỏ ốc sên được. Bạn mà, phải cùng nhau đi hết con đường này chứ. Rồi thôi giờ sẽ xuống rồi đẩy xe nữa rồi. Rồi khôn bỏ ốc sên lên. Đẩy. Giữ ta. Rồi ngã ốc sên đó rồi. Ốc sên này trượt cái như bướm vậy đó. Trượt miết luôn, phải để dây chiếc giữa con. Ow. Đó chị ao giống như Michael Jackson vậy á. Đó. Michael Jackson tương lai đó cô chú. Còn đây là Michael chết chay. Rồi bây giờ lên tiếp. Cuộc đời mà, lên vô xuống chó mấy hồi. Rồi để coi cái chay đi tới đâu nè cô chú. Và để coi cái sự mệt mỏi và cái sự kiên nhẫn quyết tâm của chay sẽ như thế nào. Thì nói chung chặng đường cũng còn rất là dài. Áo cây rồi, áo cây coi. Áo giống Michael Jackson coi. Áo. Áo đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai? Ồ, máy bay hả? Ồ, wow. Coi nè, coi thương nghe chưa, tội nghiệp nghe chưa. Ồ, máy bay bay chở nó con. Đúng rồi, có chiếc máy bay chở nó đang bay đó chú. Con nó đi máy bay. Máy bay. Đúng rồi, máy bay. Máy bay. Không phải bay. Đây nè, con mẹ bye. Con nói mẹ con nghe nè. Máy bay. Máy bay. Không phải bay bay. Nó tưởng kêu máy bay, chiếc máy bay. Rồi bởi vậy nên ngôn ngữ tiếng Việt cũng làm nhỏ xình lọn xà xà ngầu chứ có phải giỡn đâu cô chú. Em như vậy là em quá giỏi rồi đó cô chú. Cô chú đừng trách em nữa, đừng trách là tại sao em chậm nói nữa.
Em không những chậm nói mà em còn chờ slow pepper nữa. Slow pepper là chậm tiêu cô chú. Oh no. Đó, thì một buổi chiều nọ thì không có ai ở trên cái con đường hết, chỉ có hai mẹ con thôi. Một đứa thì đi gửi xe, còn một đứa thì quay cái nhỏ đi gửi xe. Ha không? Dịch cho cô chú coi là con trai đang làm gì. Gần gần tới bãi đậu xe chưa? Gần tới bãi giữ xe chưa? Thấy cái bãi nào á, con thấy cái bãi nào mà người ta ghi là giữ xe 5.000 một chiếc là cái con dừng lại, con thắng cái kịch lại. À. Đó, coi đi kìa. Đó, coi chừng rớt ốc sên. Cứu vớt đời ốc sên đi con. Đó, thấy chưa? Cô chú thấy tình bạn của chay và ốc không? Không, chay và sên đi cho nó hay, nó hay hơn. Chay và sên. Mà nếu mà thêm yếu sắc lên là chay sến luôn á. Sên sắc sến luôn á. cực dễ sợ cực. Áo đó. Té ngang, té. Rồi, lên xe đi tiếp. Bây giờ biết rồi, lấy cái đích chỉ nè, thấy chưa? Thấy chưa? Mẹ mới chỉ mà. Rồi, ủa giờ bỏ ốc sên đó ra hả? Con quyết định rồi hả? Con quyết định là bỏ ốc sên đó và chúng ta lên đường đi tiếp à? Thôi ốc ở lại sên đi nhé hả? Ồ không, cũng không. Quá luôn, quá quyết tâm luôn. Để coi tình bạn này sẽ đi tới mức độ nào nha cô chú. Gì? Cái gì đó? Đi kiếm lá kỳ không? Lá kỳ đâu rồi? Người đã xăm lên mình con là ai vậy? Lá kỳ phải không? Người đã để một vết thẹo theo thời gian và năm tháng. Bây giờ mới đúng giang hồ nè, có thẹo mới giống giang hồ. Chứ còn chưa có thẹo là chưa giang hồ. À, còn cái áo dính máu luôn kìa. Phải mặc đồ vậy mới giống giang hồ mới chương trình chứ. Không chương trình mà mặc đồ đàng hoàng quá đâu phải giang hồ. Trời ơi, có cái chân đi kìa. Cái chân cà bơi. Cưng dễ sợ cưng thiệt chứ phải. Cái gì? Bé Na hả? Oh, Cooper. Cooper, look. JD behind your back. Look at Cooper. Oh, he's coming. Đó, chạy tới xe hai Cooper đó. Đó. Mà con không cần kêu Cooper đâu, con kêu bờ được rồi. Bơ. Oh, an iron. Ooh, you're not gonna share. Can we share? Are you gonna share? Can we share? Oh, I give you a big kiss. Yeah. We will. Nice. What do you got? Whoa. Can you go for a ride? Can you fit? Trời. Lấy xe chạy. She's like, I'm back. Hi, Cooper. She's getting so cute. Thank you. She put her little eye. From Lucky. Oh, okay. He's got shirt. Yeah. I learned not to touch his head. Yeah, he's just so playful. Yeah, he is. Yeah. He's sweet, though, buddy. He's sweet, but he's really playful. Yes. Babies, I can see. Mm-hmm. Khoan, sớm bảo hỏi thăm dít vết thẹo thời gian á. Quên rồi, đúng rồi, quên nãy giờ đi mà quên bóp kèn. Đi đâu á? Ủa, bà bỏ băng sên nè hả? Chị? Thôi đi con, tiếp tục con đường đi con. Tiếp tục đi theo con đường mà mình đã lựa chọn. Lại lên. Con. Chạy sến, đi chạy sến. Sorry gì? Ai làm gì đâu, sorry. Ui. Chà, đi để này một đoạn đường rất là dài rồi đó cô chú. Thấy không cô chú, từ cái nhà mà đi tới đây là rất là dài luôn rồi đó. Đi không mệt, không biết mệt mỏi. Vậy là bây giờ là mẹ biết chay đi đâu rồi nè.
Bây giờ chị đang bắt thang lên hỏi ông trời có tiền cho sến có đòi được không. Mẹ khùng dữ chị. Vậy đâu nữa. Trời ơi, nhà bà Xu có cái nấm dữ người ta. Cái nấm này bự nè. Cái nấm này ăn được luôn nè. Ăn được không? Ăn được cái nấm không? Thôi bây giờ lên cái nấm ngồi cho dễ thương coi. Lên nấm ngồi lại cái nấm ngồi kìa, cho dễ thương. Rồi mày chụp cho tấm hình. Thôi ngồi lên cái nấm. Ngồi lên. Ngồi lên, đưa đít nhẹ lên. Không chịu hả? Thôi, không chịu ngồi nấm rồi. Thôi tiếp tục đi. Chứ đi mày chỉ đi về mà đi gửi xe vậy là tới sáng luôn á. Coi đi ghét không? Bơi cà bơi. Ngày xưa mà lúc mà được sinh nhật 1 tuổi, cái này là món quà mà sinh nhật 1 tuổi mà chay được nhận từ cô Hồng làm chung với mẹ đó cô chú. Lúc mà mới, trời ơi chay ham dữ lắm mà chay đâu có biết chạy đâu. Chay mẹ kêu chay để hai cái chân lên thì xong rồi cái mẹ với bà ngoại đẩy chay. Mà đẩy lúc đó là đi giữa trời đông lạnh giá, mặc cái bộ đồ tao nói thả như là con gấu vậy đó. Đẩy vòng vòng vậy đó mà hai bên là tuyết không mà cô chú nhớ video đó không? Đó, để đi chơi, giờ là tự động mà cà bơi đi được rồi. Giờ là đi ra đi vô đi về được rồi. Quá luôn, mẹ quá tự hào về chay luôn. Cô chú cũng quá tự hào về chay luôn. Chay sến nha cô chú, chay bữa nay có tin mới là chay sến. Trời ơi, có ôm kìa. Ôm như củ báo vậy đó. Quyết tâm mà về cho tới nhà luôn mà. Trời ơi, cái bà bên nó nói so cute. Hi! Oh, so you live here? I live here. Okay. So you know where I live. Hi, honey. Say hi, chị đi. Ê, đậu xe đó rồi, mất xe sao? Sorry. Okay. Yeah. Tự nhiên cái con chay chạy vô bả, cái bà nói oh. Bà hỏi Ngọc quá, bà hỏi ý kiến của Ngọc là có thể cho nó vô gặp bà được không? Bà nói cũng mê nó lắm. Trời ơi, đi giờ vô nhà người ta luôn à. Say hi, JD. Say hi, what's her name? Kini. Kini. Say hi, Kini. Say Kia, hi, Kini. How old is she now? 21 months. Oh my gosh. Where's your toy? Didn't you have a toy? Yeah, she left it over there. I'll get it. So you guys going for a walk? Yeah. Con mèo là 15 tuổi nè. Con mèo là màu đẹp chứ. Con mèo là màu ngầu à. Thì dẫn nào. Yeah, so I have somebody getting this couches to go because okay. They're old. Oh, go get it. So yeah. Đó, rồi đó, cô chú nó vô nhà hàng sớm xong nó chơi cho đã đời vô. Nó tự động nó đứng lên nó nói bye bye, rồi nó chạy ra xếp xe nó. Có được không? Con mắc cười luôn, Ngọc hết hồn luôn á. Nó qua nhà bà đi đâu rồi sao bao giờ hai? Đi đâu? Cứ thôi vô. Nó đi qua nhà bà đi đâu rồi sao bao giờ mới tự động nó bye bye đâu. Nhà bà này tự động là nó đi ra cửa nó nói bye bye đi về. Rồi thôi. Bye bye ai? Trời ơi tự động luôn chứ không hề luôn. Ngọc bà ngồi bà nói chuyện với Ngọc. Bà nói quá trời nói luôn. Mà mấy bạn biết là Ngọc đâu có nhiều chuyện. Ngọc không hề thích nhiều chuyện mà la cà và để nói tới nói lui nói này nói kia, Ngọc chán lắm. Mà trời ơi bây giờ nó giải thoát được cho Ngọc cái này là Ngọc mừng lắm luôn á. Trời ơi, bà vô bà nói bà một chàng luôn, bà giới thiệu bản thân rồi bà giới thiệu bà làm cái trời ơi, nói mà nói Ngọc là Ngọc không có thích nghe chuyện. Nói một hai câu là được, trời cho đi đi. Trời bữa nay chay thì giải thoát mẹ là mừng hết lớn luôn á chay. Trời cái gì sợ. Chay là mới mốt cũng như vậy nha, chưa đi chơi là đi chơi xong là mình đi về liền chứ mình không có la cà nhà hàng sớm mình nói hết chuyện này tới chuyện kia, kiếm hết chuyện người này tới chuyện người kia nói, không được như vậy nha chưa con. Bớt nói là bớt chuyện đó con. Rồi đó vô kiếm con cóc nữa đó, ở này không phải con cóc mà viên ếch. Ếch đâu? Đó, dựng ếch lên. Nhớ hôm qua con chó sủa không? Dựng ếch lên. Ý. Thôi làm gì. Trời ơi thiệt, mày tự hào gì chơi ghê luôn. Tự nhiên chơi đã xong rồi đứng lên bye bye. Ê, bậy. Cái đó là quá bậy. Đem cất lại ếch. Ai, con thấy chó hả?
Mình thấy con chó con sợ con giục đồ con chạy luôn hả? Ra coi, vậy là mày xử cho. Mày sao, có gì sợ nữa? Ủa, cái gì, tới gì sợ nữa hả? Đi mày lại, mày dựng luôn. Cái gì? Sao sợ? Rồi đem mày bồng, đem mày bồng. Vô lý không? Có vô lý thường kiệt không? Tự nhiên cái đi tới khúc này là vòng hôm qua cái con chó tào lao quá phải không? Giờ do cái con chó cái gì đó, mí lao gì phải không? Hả, à, đó mày nghe coi. Con chó tào lao mí lao. Rồi vậy rồi sao mày lụm con ếch? Vậy mày phải đá con ếch, mày phải búng con ếch nè. Búng nè. Búng nè. Rồi hả? Búng là hư ếch của người ta luôn nè. Búng nè. Trời ơi, sao mày búng hay dữ vậy chay? Đó, búng thế. Đó. Rồi. Rồi nó.